Xin chào các bạn, mình là Huy Bình. Các bạn chắc nhận bữa giờ cũng có coi mấy clip của mình này, phải không? Hiện nay mình đang làm một series mới về tiếng Anh, có tên là Tiếng Anh Toàn Dân. Nghe lạ quá phải không? Mấy tên sắp. Thì mục đích của mình là muốn muốn chỉ các bạn một số về tiếng Anh hay, giúp cho mọi người học tiếng Anh tốt hơn. Và mong muốn của mình là giúp mọi người ai cũng có thể giỏi tiếng Anh, nói tiếng Anh được. Thì tất nhiên là không nói được hay như người bản xứ, mình phải tập luyện rất là nhiều rồi. Mà mình tập luyện rất nhiều cỡ nào thì cũng không nói gần giống 100% người ta được. Muốn giống thì chỉ có qua bên đó sống thôi. Thì mình nói gần giống là hay lắm rồi, người ta cũng nể mình lắm rồi. Người ta thấy ai mà nói được tiếng của nước mình là vui lắm. Giống như Tây qua nước mình mà nói được tiếng Việt, mình thấy vui không? Tự hào không? Đó thì người ta cũng vậy thôi. Đây, nay giới thiệu series tiếng Anh của mình nha. Thì mình làm cái clip này 3 ngày á mấy bạn, để chuẩn bị á. Thì mấy bạn xem, ủng hộ, like và subscribe cho mình nha, để mình có động lực ra những video hay hơn. Rồi mình bắt đầu nha. Đó, xin chào các bạn đến với series này. Rồi, trong series này thì các bạn cần có những gì? Thì các bạn cần có một cái smartphone, thì có loa đầy đủ ha. Rồi có truy cập internet để coi, mới coi được YouTube của mình chứ, đúng không? Và cái cuối cùng là like và subscribe kênh của mình. Rồi thì mục tiêu của series là cái gì? Thì giúp các bạn nắm vững một số từ vựng mới á. Thì trong clip này mình sẽ, các từ vựng mình sẽ chèn hình ảnh vô, hình ảnh rất là sinh động nha mấy bạn. Mình làm 3 ngày 3 đêm đó. Rồi, âm thanh trực quan là từ âm thanh giọng của mình á, thì giúp các bạn nhớ từ sâu hơn. Thì người ta nói là cái để nhớ được một từ vựng thì mình không chỉ nhớ qua cái mặt chữ của nó, mà mình phải sử dụng tất cả các giác quan á. Giác quan như là thính giác, thị giác, xúc giác gì đó, để giúp cái mình nhớ lâu hơn. Thì bạn muốn nhớ dai hơn thì cứ bật đi bật lại cái clip này xem, tự động nhớ à. Thì này không cần giấy bút để ghi gì hết, mình cứ nghe thôi là nhớ rồi. Rồi đó. Thì phần 1 mình đặt tên là những thứ không đâu, thì chủ yếu chỉ bạn mấy cái sàm sàm mà. Nhưng mà thường sàm sàm giá dài hơn mấy cái chính chính thống phải không? Thì nó vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn học từ vựng gì nè. Thì từ vựng về cái bàn, cái ghế. Trời, nghe đơn giản hai từ, cái bàn, cái ghế. Không phải đâu, bên trong nó phức tạp lắm á mấy bạn. Thì cái bàn, cái ghế mình đi sâu vào từng chi tiết, loại bàn, loại ghế gì nữa, thì mấy bạn cùng coi nha. Rồi, bắt đầu nè. Đây, tên là cái bàn. Thì cái table. Table mình có phiên âm lên nè. T nè, E, I nè. Table này giống chữ ơ, như là mình đọc table. Table thì cái nghĩa là gì? Nghĩa là a flat surface usually supported by four legs used for putting things on. Nghĩa là một cái mặt phẳng thì được chống đỡ bởi bốn chân, dùng đặt các đồ vật lên cái mặt phẳng đó thì gọi là cái bàn. Cái này là nghĩa của danh từ ha. Thì động từ còn có nghĩa là set the table. Set the table này nghĩa là gì? Thì có nghĩa là
chuẩn bị một bữa ăn trên bàn á, thì mình đặt cái khăn giấy, dao, nĩa, vân vân lên cái bàn để chuẩn bị cho bữa ăn, gọi là set the table. Thì ví dụ như could you set the table for lunch please, đó, vậy đó là bạn có thể chuẩn bị cho bữa ăn không. Đó. Rồi nghĩa thứ ba, an arrangement of facts and numbers usually in rows on a page that makes information easy to understand, là có nghĩa là một danh sách gồm thông tin và số sắp xếp theo cột, sắp xếp theo hàng để làm cho thông tin dễ hiểu hơn. Ví dụ như là table of contents, đó là bảng nội dung, list list danh sách, như là cái mục lục danh sách đó mấy bạn. Thì cái table nó khác cái desk như thế nào? Desk thì cái âm k này, k. Không, mình đâu, bình thường mình không có đọc là k ha, mình không có đọc thành âm, mình nói ra gió hay k, gọi là âm k, như desk, desk đó, vậy đó. Dễ không? Bữa nào mình rảnh chị các bạn phát âm rõ hơn ha. Thì mình cũng vô danh tiêu tốt của bắp này, không dám chỉ ai, nhưng mà cố gắng biết gì chỉ cho mấy bạn đó, mấy bạn biết nhiều hơn thì có thêm niềm đam mê động lực học Anh văn thôi. Thì cái table nó khác cái desk như thế nào? Cái desk thì nó cũng là table nhưng mà nó nhỏ hơn table, thì nó thường được dùng trong văn phòng á, văn phòng office, dùng trong văn phòng với chỉ ngồi được một người thôi mấy bạn đó, thì gọi là cái desk. Còn cái table là dùng được mọi nơi luôn, ở nhà, ở văn phòng gì đó. Thì cái table này nè các bạn thấy này ha, thì giờ mình sẽ đi vô chi tiết nè, nó được cấu tạo bởi cái gì. Thì cái top, top là cái mặt phẳng nè, mặt phẳng để đồ vật lên đó mấy bạn. Rồi thì bốn cái chân ha, cái chân là led, led, nhưng mà nhìn phía trước á, nhìn phía trước thì phía trước là front, sau là back, 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 back là cái lưng á, cái lưng đằng sau. Thì bên phải bên trái, right left, mình ghép vô. Thì chân trước bên phải là right front leg, rồi chân trước bên trái là left front leg, rồi chân phải phía sau là right back leg, rồi chân trái phía sau là left back leg. Yeah, thì cứ ghép vô vậy thôi. Rồi ở dưới mấy cái bàn thường có mấy cái thanh mình nối hay cái chân để cố định, gia cố thêm á, để bốn cái chân này nó không có bị lắc lư á, thì mình gọi là side stretcher, stretcher đó, cái thanh ở dưới chấm chấm vậy nè. Thì mấy cái vật mà tương tự như chống đỡ vậy thì mình, nó dài dài vậy thì mình cũng gọi là stretcher, stretcher. Ở dưới bình thường nó còn, dưới cái mặt phẳng top này nó còn còn một cái hình chữ nhật này, nó mà nó nối hai cái chân á, thì nó nằm đây nè, khúc này nè, mình trong cái bàn này nó không có, thì cái đó mình gọi là apron, apron. Rồi tiếp ha, thì mình giờ mình chỉ các thứ cấu tạo nên cái bàn, cái table rồi đó. Tiếp ha, giờ là từng loại table. Rồi đó, thấy đặc sắc không? Làm slide đặc sắc quá trời luôn ha. Types of tables, các loại của tables. Thì mình chia theo ba loại chính, theo đọc sang một số trang tiếng Anh thì thấy chia ra ba ba loại chính thấy dễ, mình chia theo mấy bạn coi thử cho nó dễ nhớ. Thì living room tables là cái bàn dùng cho phòng khách đó mấy bạn. Rồi, tables for meals
là cho dùng để trong bữa ăn. Tables for meals. Hay work tables là bàn dùng làm việc. Work work cái này cũng khờ 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 đó vậy đó. Rồi vô mình sẽ vô living room tables ha. Thì living room tables thì mình chia làm 8 loại. Thì đây mình giới thiệu ba loại đầu tiên ha. Coffee table. Coffee này là cà phê ấy, mấy bạn. Thì cái coffee table này là cái gì? Coffee table này nó là cái bàn mà đặt trước mấy cái ghế sofa rồi ngay cái tivi trước cái tivi á. Thì mấy phòng khách mình hay thấy dùng á. Thì cái bàn ở giữa mấy cái sofa gọi là cái coffee table ha. Thì trên đó mình đặt hay đặt chậu bông, sách vở rồi remote tivi gì đó. Rồi, tiếp. Thì coffee table này hình dung được ha. Okay, accent table. Accent. Accent table ha. Cái accent table, accent nghĩa là gì? Accent thì là có nghĩa là nhấn mạnh. Nhấn mạnh ha. Thì nhấn mạnh là sao, là có nghĩa là trang trí trong phòng á, thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó đầy đủ hình dáng hết mấy bạn. Thì mấy cái bàn nhỏ nhỏ như đầy đủ hình dáng thì trang trí trong phòng cho nó đẹp hơn, mình gọi là cái accent table ha. Rồi cái console table. Rồi, đọc console table. Thì console table này là sao? Cái console này nghe cho quen không? Giống cái tay cầm điều khiển chơi game á, nhưng mà không phải ha. Cái console này dịch từ tiếng Latin. Thì cái show này nó là nghĩa là giảm nhẹ, nhẹ bớt. Còn cái con này là cái giới từ, là có nghĩa là with. With là với, đi với. Thì bạn giảm nhẹ nghe lạ. Thì cái console table này, cái hình này nó thường nó không phải bốn chân đâu mấy bạn, nó là chỉ có hai chân thôi, với nó nhỏ xíu, nó không có dài, ngang nó khoảng 45 cm. Nó thường nó tựa vào góc tường á, tựa vào cái tường thôi. Cái chân nó thường nó không thẳng, nó cong cong hình chữ S này nè. Đó, nó không có đủ bốn chân, sau này người ta thiết kế thêm bốn chân thôi. Thì ngang nó có 45 cm nè, nó mỏng dính nè. Thì để trang trí đặt sách vở bình bông lên thì nó cũng là trang trí thôi. Thiết kế từ thế kỷ 17 của nhà thiết kế người Pháp á. Ngày xưa người ta chỉ sáng tạo nên tạo ra nhiều kiểu bàn á. Console table ha. Rồi, đọc theo mình ha. Living room tables. Coffee table. Accent table. Console table. Accent. Accent. Thì cái tên, cái âm tờ nữa. Tờ. Tờ. Mình Việt Nam đọc tờ tờ tờ. Như này mình phải đọc nhẹ hơn ha. Tờ. Tờ. Thì không phát ra tiếng luôn nha. Là tờ. Đó, là vậy đó. Rồi tiếp ba loại nữa. Rồi tiếp ba loại nữa nha mấy bạn. Thì muốn nghe lại nữa không? Coffee table, accent table, console table. À, hay không? Đùa thôi. Mấy dở dở mấy bạn dở đừng chửi mình nha. Mình cũng muốn giúp mấy bạn hiểu thêm về cái table thôi. Rồi, tiếp ba cái nữa nha. Rồi, side table, drink table, end table. Side table này là thì side table với end table nó khác nhau là sao? Thì hai cái này nó kích thước nó khá tương đồng nhau. Thường người ta thường quy hai cái này là một. Cái hình hai cái nó giống vậy luôn á mấy bạn. Thì có ba loại, ba điểm khác biệt là
cái side table thì có đã ghép thành một cái bàn lớn, còn end end table thì không. Thì side table này dùng được cho cả phòng khách với phòng ngủ nè. Còn end table thì dùng được cho phòng ngủ, phòng khách thôi. Thì cái side table này dùng cho phòng ngủ nó có cái gì? Có cái bedside table, cái bàn bên kế bên giường á. Đó thì side side này là kế bên, end là ngay góc, end là kết thúc. Mình đặt ngay góc thôi. Kế bên cái gì đó mình với tới được á. Thì end table có đặt cạnh được bàn trà, tạo thành một bộ bàn trà. Rồi có thể là cách xa thì nói chung đặt mình đặt cái đồ nhỏ nhỏ gì mình ngồi kế mình giới tới được mình lấy. Thì tring table thì nó cũng cái bàn nhỏ mình để đồ uống lên, thì công dụng để đồ uống lên. Nói vậy thôi chứ để cái gì chả được. Người ta mập mờ mấy cái định nghĩa này, không biết ngày sau ngày xưa người ta chia là gì nữa. Thì nhà sản xuất với người dùng nó không rạch ròi giữa mấy cái loại này. Vì miễn sao mình thiết kế đẹp, mình thấy trong nhà mình phù hợp với loại nào thì mình mua thôi. Thì đọc ha: side table, trunk table, end table, end table, trunk. Cái ông kha cũng đọc như nãy ha. Thì chữ đờ đờ trunk trunk. Thì mình đặt cái lưỡi ra trước cái hàm răng phía trên, đằng sau sau răng phía trên. Thì mình phát âm mình chỉ thờ. Mình lúc mình phát âm ra, mình vừa phát âm ra cái xong mình cuốn lưỡi vô tạo thành chữ R ha. Thờ, 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 thờ. Đó, drink, drink. Thì đặt cái lưỡi đầu tiên là vô đằng mặt mặt sau của răng hàm trên. Đó. Thì lúc thì mình phát âm ra. Rồi xong lúc phát âm thêm chữ R nữa, uống cái lưỡi ra phía sau là drink table. Đó. Không biết đọc đúng rồi. Thì mình là đúng. Mấy bạn thấy sai thì chỉ cho mình ha. Rồi đó, thêm ba loại bàn nữa là side table, drink table, end table. Sai đặt kế bên, end đặt ngay góc tường hay kế bên luôn cũng được. Nói chung hai này coi coi như là một đi cho dễ nhớ. Động nào chả được. Thì cái này liên quan trong phòng ngủ nhiều hơn ha. Thì bedside table, side table đó. Thì này drink table để đồ uống lên. Rồi tiếp ha. Rồi tables. Rồi hết rồi đó, hết cái living room rồi đó. Giờ mình qua cái tables for meals. Rồi cho bữa ăn thì ở đây mình cần mình thấy cái một loại thông dụng thôi. Là patio table là bàn ghế, là bàn ngoài trời mấy bạn. Bàn ngoài trời để mình ăn thịt nướng đồ á là patio table ha. Rồi, thêm cái bedroom. Bedroom là phòng ngủ. Phòng ngủ thì có cái gì? Thì bedside table là như cái side table nãy á, là đặt kế bên giường. Hoặc là ngoài cái nghĩa bedside table ra có nightstand. Night. Night. Nightstand. Rồi, cái này dressing table là cái bàn trang điểm ha. Đó. Cho mấy chị em phụ nữ trang điểm gọi là dressing table ha. Cái âm dr này như phát âm nãy luôn á, như phát âm nãy là tring á, dressing table ha. Rồi ba cái thêm ba cái nữa là patio table, bedside table, nightstand, dressing table. Rồi, dressing table, bedside table, patio table, bedroom tables for meals. Thì đó, mỗi lần mình đọc gì mấy bạn hình dung ra cái hình của nó, nhìn cái hình nó liên tưởng tới cái từ vựng đó, nhưng nghe theo âm thanh nữa, nghe như vài lần là mình nhớ ha. Rồi tiếp nha. Bây giờ mình qua work 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 tables. Thì cái work, từ work thì dễ bị nhầm, đọc đọc hồi nhầm
Nói chung người Việt Nam mình hay nhầm nhầm cái chừng nhầm cái từ đi đi bộ walk work thì cái này mình nhớ uốn cái lưỡi lên chữ R work 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 tables thì âm S này mình sờ nhẹ cái nha sờ 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 Việt Nam hay giờ không có đọc thành tiếng nhưng nói thêm 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 cái gió vô gió thêm gió vô những xì cho mấy mấy bé đi ị tables à hay hay liên tưởng được không rồi có ba loại như nào conference table computer table game table conference table là gì? Conference này là cái hội nghị. Thì đó cái bàn hội nghị này có nhiều người họp với nhau là giám đốc ngồi nhân viên này ha. Thì là conference. Thì cái âm cái từ khúc FE này mình đọc như hơi nhanh nha cho nó chuyên nghiệp ha. Conference table. Thì cái CE đuôi này mình đọc thêm S vô conference table computer cái chữ thờ này đọc cho nó mất luôn đi còn bộ chỗ U này pure yêu yêu computer đọc nhanh thành thì mất với tên your computer computer table game thì chữ g này cũng đọc 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 không phải chữ g nữa làm nên lấp lửng giữa như g như chữ 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 cờ cờ game nó cũng không phải chữ k nữa game game thì không phải chữ cờ không phải chữ g đó mẹ game đó kèm 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 biết mô tả sao cho mấy bạn nữa như gần như nên thành chữ k kèm kèm cờ kèm đó à hay là bình thường k đuôi mình không có âm ha đọc có âm luôn kèm kèm mà cũng gần như chữ G nó kèm table đó. Đó này cái bàn bida cái bàn chơi bóng đá là football table ha chữ foot cái chân á thì thay chữ T mình chữ S football hai chữ L cuối mình uốn cái lưỡi lên football table rồi tiếp đọc lại với mình ha work tables conference table computer table game table ok ha rồi mình qua rồi, hết rồi thì giờ tới phần gì tới cái ghế à quên không tới hình dáng cái bàn ha table shapes thì cái chữ shapes này là hình dáng shapes thì cái s này sờ sờ nặng mình nói nặng hơn một chút sờ thì cái này là square là hình hình vuông ha đọc theo mình ha square thì chắc mấy clip sau cho mình gắn thêm cái phiên âm cho mấy bạn dễ đọc theo dõi ha coi như coi clip đã ủng hộ mình ha square hình vuông thì cái bạn có mấy cái hình thì đây mình thấy bốn cái hình đặc trưng ha square là hình vuông rectangle rectangle
giống chữ bộ, gồ. Chữ gồ là hình chữ nhật ha. Này này cho cái hình không giống chữ nhật lắm ha. Mấy bạn thấy mấy cái hình bữa giờ nãy giờ đặc sắc không? Mình làm slide đó, cố gắng giúp các bạn học tiếng Anh mà đặc sắc nhất, dễ nhớ nhất. Table shapes, shapes, square, rectangle. Rồi. Rồi cái này. Này là hình hình đa giác ha. Hình đa giác là sao? Hình đa giác là polygon. Polygon. Poly. Poly chứ không phải poly nha, poly nha. Polymer tiền. Mình không có đọc theo poly nữa, mình lên đẳng cấp sang chảnh hơn là poly. Pa này giống như cái âm a, pa a một cái dấu 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 cái dấu ở trên như dấu gì nha, gọi gì quên đấy tiêu rồi, những cái cái mỉm cười á đó. Đó là pa, poly, polygon, polygon là hình đa giác ha, polygon, polygon đó, đọc mấy lần cho nhớ ha. Cái này là hình bán nguyệt ha, cái bạn hình bán nguyệt ngay trong mấy cái bàn quán ăn á. Semicircles, semicircles, semi, mới mới kiếm mà đọc lại phiên âm semi. Nghe thành hồi semi, semi, semicircle. Mì mì đọc mì hơi nhẹ ha. Semi, semicircles. Rồi đọc theo mình ha. Table shapes. Square. Rectangle. Polygon. Polygon. Mình nhấn âm đầu ha. Polygon. Semi, semicircles. Semi. Semicircles. Đó. Đọc hỏi nghe thành semicircle ha. Semicircles. Rồi hình dáng giờ mình qua cấu tạo của cái bàn từ chất liệu gì ha. Rồi, table materials, materials là vật liệu, chất liệu ha. Table materials thì cái này lấy thấy có năm loại vật liệu ha. Thì wood, wood đờ, chỉ đờ đờ không phải có âm mà có gió. Wood, wood thì hai chữ o hình thì u, wood mình kéo dài ra ha. Wood, 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 cái chữ w này là chữ wood, 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 wood. Đó là cái gỗ ha, làm từ gỗ wood. Rồi cái này nhựa plastic, plastic, plastic này chữ p, này không phải đờ ha, này p p p p p thì mình có âm thành chữ bờ thì không có âm thành chữ p p là chữ p ha. Plastic, plastic thì cái chữ tick tick này là âm k nha mấy bạn, chữ k như nãy mình chỉ đó. K, k, k. Plastic này là marble, bồ nè, mò thêm chưa uống uống cái lưỡi lên đằng sau. Mò, mò, marble, marble này uống mệt mà uống riết quen. Marble là đá, đá hoa cương ha. Này medal, medal t chứ đọc chữ đờ. Medal này e me, medal kim loại, kim loại thì làm tùm lum sắt đồng vậy đó. Thì bữa nào mình chỉ cho mấy bạn thêm. Glass, glass nó chữ g giữa chữ g với k. Glass, glass lấp lửng như đó thì ráng tập riết nghe riết quen. Class, class hai chén thì mình cũng sợ ha. Class, glass là kính ha, này bằng kính. Rồi tiếp
qua cái ghế ha, cái ghế thì cũng tương tự vậy thôi. Chair, chair. Thì e nè, chữ t với cái dấu f này mình đọc chờ, chờ, chờ như Việt Nam vậy đó. Chờ, này ơ ha. R, này chữ r, r, r. Uống cái lưỡi ha, chair. Đọc nhanh là chair, đọc chậm chair, chair, chair. Thì đọc nhanh chair, chair. Chúng học cái phát âm này cũng mệt lắm mấy bạn. Thì làm sao để học tốt phát âm đây? Mấy đứa cứng đầu học phát âm khó lắm, mấy người lớn học phát âm khó lắm. Tại biết sao không? Tại mình hay cố chấp á, mình chấp trước á. Theo đạo Phật á, chấp. Mình không có buông bỏ được, không có uyển chuyển theo thời thế được á. Thì mình chấp, thì mình cứ giữ mãi cái quan điểm cũ của mình thì nó đọc khó. Thì giờ mình phải gì? Uyển chuyển, chấp nhận mọi thứ, buông bỏ. Buông bỏ là sao? Như mình đam mê cái gì, mình mê chơi game quá, thì mình mê cái phim quá, mình không có dựng được. Thì mình suy nghĩ là thấy phim thì cũng nằm đó, nào có chả được. Nhưng mê quá, nghĩ đến tác hại gì của nó, ảnh hưởng như thế nào, mình suy nghĩ thêm nữa có cần thiết coi hay không. Coi mình nói chung tìm mấy cái điểm xấu nó để dừng nó lại. Mình coi hay không tốn thời gian quá, kịch bản nó cũng vậy. Thì nó nhiều quá, nó quyến rũ mình quá, mình khó bỏ, mình cố gắng bỏ. Thì ai học được cái buồn bỏ đó thì học. Học cái nào cũng dễ, thích nghi dễ. Dễ chấp nhận, uyển chuyển, thay đổi. Ha. Đó. Thì mình dễ buông bỏ thì dễ học văn. Thì một số nghiên cứu nó càng lớn, cái vùng não của mình nó bị sơ hóa. Nó kiểu như nó bị hoa cái gì sơ, gọi là sơ hóa này. Nó không có như trẻ em dễ học, tại vì nó dễ chấp tiếp thu mọi thứ, dễ chấp nhận mọi thứ, chứ nó không có cứng đầu như mình nữa. Thì nó dễ học. Còn mình lớn rồi, mình cứng đầu, mình không có chịu chuyển chuyển theo á. Thì đó cái khác biệt của mình với trẻ em là vậy đó. Thì mình cố gắng chấp nhận mọi thứ, chuyển chuyển thì mình dễ học hơn ha. Thì mình chair, chair, đọc nhanh chair. Là gì? Ở nghĩa là gì? A seat for one person that has a back, usually four legs and sometimes two arms. Thì sit này đọc nhẹ ha, đọc y mà y hoa đọc nhẹ thôi, y dài nữa nè, sit dài nó thành cái hạt, sờ này sờ nhẹ, còn cái sờ nặng là shit, là nó thành âm bảy đó mấy bạn, từ chữ bảy của nước ngoài shit. Mà y dài thì sheet, đọc thành tờ giấy ha. Hay không? Nên anh văn đa dạng không? Đó, nên là sờ nhẹ với y ngắn. Sheet. Thì đọc thường mất chữ T luôn. A seat for one person that has a back, usually four legs and sometimes two arms. Một cái chỗ ngồi cho một người mà nó có lưng ha, có cái đồ để chống lưng và thường chống bằng bốn chân, sometimes thỉnh thoảng là có hai cái tay để mình để tay lên. Thì ngoài nghĩa đó là a person who is in charge of a meeting, who is in charge thì có nghĩa là người chủ trì một cuộc họp, là giám đốc, chairman, giám đốc. Rồi, nó cũng là động từ nữa. To be the person in charge of a meeting, etc. etc. vân vân. Thì cái động từ này mình ít thấy ha. Thì nó cũng là nghĩa là như cái trên như mình, nó thuộc về động từ.
thì ai sẽ chủ trì cuộc họp này đó, vậy đó. Hay không, như là who will take the chair at the next meeting, thì ai sẽ là người chủ trì cái cuộc họp kế tiếp hay đó. Nên nghĩa nó không chỉ là cái ghế không đâu, nó còn nghĩa bóng, nghĩa đen tùm lum la nữa, thì nó cũng giống giống mình thôi, mình một từ nó cũng nghĩa bóng nghĩa đen tùm lum la, nhưng con người mà không có thật thà với nhau đủ thứ nghĩa vậy đặt. Thì cái ghế nó có thành phần gì như thì mình cũng sẽ giới thiệu ha. Seat seat này là cái ngồi, chỗ ngồi như cái top cái mặt bàn á, thì cái cũng có cái led ha, thì cái sau không có gọi là cái back ha, cái rear leg là cái chân phía sau này, chân phía trước ha, right front leg đọc hồi liếu lưỡi ha. Top rail, rail cái đường ray, cái thanh ngang ha, cái này cái thanh đầu tiên trên nè, cái này thì mấy cái thanh dưới dưới mình đọc bằng cross rail, cross này cũng có nghĩa là băng ngang, là chữ thập gì đó, nói chung nhiều nghĩa. Thì mấy cái thanh ở trong này là cross rail rồi. Thì cái thanh dọc này chống ráp mấy cái thanh ngang lại là cái style, style nó giống như cái nghĩa từ phong cách đó, kiểu cách đó. Style 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 thì phát âm y chang vậy luôn, nhiều lần nhiều 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 từ phát âm y chang vậy, bữa nào mình lọc để mình chỉ cho mấy bạn ha, đọc dễ bị lầm lắm á, nhưng mà đặt vào ngữ cảnh gì là người ta hiểu à đó, vậy đó. Style nói chung mình học dở ngữ pháp lắm, mình đọc viết thấy quen quen ghi viết vậy thôi, như học cái cuốn ngữ pháp hoài học không nhớ nổi luôn đó. Thì mình cũng đang tìm cách để giúp mấy bạn nhớ mấy ngữ pháp đơn giản thôi. Thì đó mấy cái thành phần của ghế ha. Giờ mình qua cái tabs of, mình quên sửa table chair ha. Tabs of chairs. Thì có thường này 5 loại: living room chairs, dining chairs, office chairs, outdoor chairs, children's and baby chairs, ghế phòng khách, ghế phòng ăn, ghế phòng làm việc, ghế ngoài trời, outdoor ngoài trời ha, outdoor activity là hoạt động ngoài trời, children's and baby chairs, cái ghế cho trẻ em và con nít em bé, thì đọc là types of chairs, living room chairs, dining chairs, office chairs, outdoor chairs, children's and baby chairs, outdoor, out, out là ngoài cửa, out là ngoài, door. Uống cái lưỡi là sao hả? Door. Door, outdoor, outdoor chairs. Phải chữ o, outdoor, outdoor, door, 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 outdoor chairs. Đọc sang chảnh không? Tiếng Anh sang chảnh. Người Anh thì nói hồi không nghe được, nói tiếng Anh quá sang chảnh luôn. Người Mỹ thì người ta nói dễ nghe hơn. Người Úc thì nói dở hơn người Mỹ. Người Úc nói gần gần giống người Anh. Thì Úc là thuộc địa của Anh mà. Ngày xưa Anh đem tù nhân qua đó, cái nhà tù đó. Nói chung Anh nhiều lục địa, nhiều 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 thuộc địa. Rồi tiếp ha. Thì cái living room chairs, cái arm chair, recliner, love seat. Arm chair này là cái gì? Là cái ghế này có hai cái tay nè, để mình chống cái tay lên ha, chân một người ngồi ha. Thì
Ngoài cái chair này là còn cái sofa với cái couch, thì hai cái đó nó cũng là nghĩa như nhau, sofa với couch, thì cái couch nó nhỏ hơn cái sofa, cái couch nó nhỏ hơn cái sofa mà nó cũng là sofa thôi, muốn đặt nào cũng được. Mà còn cái bench 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 này là cái ghế, mấy cái ghế ngoài công viên mà có mấy người ngồi mà nó bằng thành gỗ sắt gì á, nhiều người ngồi á, mà nó thì bình thường gọi là bench, đem trong phòng khách mà nó bọc thêm nhựa bông nhựa vải vô thành cái sofa hoặc là cái couch, hay không, hình dung vậy đó. Thì recliner là cái ghế nó cũng như cái armchair mà nó công dụng là cái gì, nó có thêm độ để chân nhưng nó bật ngửa ra được sao nè, cái recliner này love seat là ghế đôi tình nhân ha, hai người ngồi lãng mạn ha, love love tình yêu đó, love seat rồi. Qua cái tiếp nữa là sleeper chair như Chesterfield chair, chair đọc đi mỏi mồm, sleeper sleeper chair, sleeper thì cũng cái đôi dép á, dép đi trong nhà đó. Nhưng mà cái này nó không có tay, gọi là cái sleeper chair, Chesterfield chair, cái hình nó y chang vậy luôn mấy bạn, cái hình nó tay nó tròn tròn nó bòi nè đó. Rồi cái đằng sau nó có những cái lỗ tạo thành mấy cái hình thoi ráp nhau vậy đó, nhìn mà biết gọi là Chesterfield, Chesterfield chair, sleeper chair, Chesterfield chair. Đó. Rồi, cái này là ghế trong phòng ăn ha. Dining chairs. Cái này là cái bar stool, là cái quán bar. Bar cũng là cái thanh ngang, nói chung nhiều nghĩa, stool. Thì cái ghế như cái ghế đẩu đó, mấy bạn, ghế nó cao lên nó cái đồn chuẩn cho người ngồi thôi, một người ngồi thôi đó. Thì mình hay thấy cái ghế này, cái dạng cái kiểu này là cái bar stool rồi, cái side chair như cái ghế bình thường, như cái ghế đầu tiên này là cái side chair, không phải side table ha, này side chair. À, vậy đó. Rồi, qua tiếp office chairs thì cái này mình thấy có một loại phù hợp hay là desk chair, ghế sẽ xoay được á, hai cái tay ha, desk desk là cái bàn như hồi nãy mình giải thích này đó, desk chair đó là cái ghế này nè. Thì mấy cái zin này nó mấy chi tiết nhỏ nữa rồi thôi, thấy không cần thiết, nó quá chi tiết phức tạp. Đây là outdoor chairs. Thì có folding chair, chaise lounge chair. Thì cái chaise ghế hàng dài ha, chaise lounge. Không phải chỉ chờ đọc mình chỉ chờ đó, mình chỉ chờ nặng á, chaise. Thì cái âm SN đọc thành chữ Z, z. Ngậm hai cái răng lại phát rung rung cái thanh quản mình, ngậm hai cái hàm răng ngậm lại rồi rung cái thanh quản rồi phát rung nó ra thành chữ z, 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 z. Đó là chaise, chaise launch, launch chưa chữ z giật 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 launch, launch đó chair. Thì đọc nhanh chaise, chaise launch chair, she launch đó chair, đọc hồi mở mồm thì đọc riết rồi đọc nhanh, she launch chair, folding chair. Này, gặp lại ghế gặp lại được ha, camping chair nhỏ xíu ngồi như mấy ghế ông đạo diễn ngồi á, ghế mấy bác ngồi câu cá ngồi nhỏ nhỏ xách đi theo mang tay đó, camping chair. Rồi, tiếp ha. Folding chair, chaise lounge chair, camping chair.
Cái ghế này, cái ghế mà ngoài bãi biển đây hay ngồi nè, hay hồ bơi, cái ghế dài dài nằm xuống tắm nắng đó. Ừ đó. Rồi tiếp. Hammock. Phải đọc đúng không chạy? Để kiểm tra này. Hammock. Ừ, đúng rồi mấy bạn. Hammock. Thì mấy đợt sau chắc mình phát âm cho Google dịch luôn, đọc mỏi mệm. Đọc sai bị chửi nữa. Hammock là cái võng á. Đó, cái võng nữa. Ghép hình hay không? Đặc sắc không? Hammock. Rồi, tiếp. Thì children's and baby chairs. Thì rocking chairs. Rocking chair là cái ghế gì? Ghế bấp bênh ha. Cho mấy bà già cũng ngồi được. Bấp bênh, bấp bênh qua lại nè. Cho mấy phim ma. Phim ma Conjuring. Conjuring. Ngôi nhà ma ám. Có ma ngồi, con búp bê ngồi trên ghế này. Nó lắc qua lắc lại kêu có két á. Thì baby car seats. Ghế ngồi trên xe hơi ha, có mấy cái ghế ngồi trên xe hơi cho em bé ngồi cao hơn á, an toàn hơn. Baby car seats này, baby high chairs là cái nó như gần như cái bar stool mà nó cao, ngồi lên bàn ăn cho nít ăn á, nhưng mà thắt lưng thắt ngang lại cho nó không có bị rớt ra ngoài. Baby high chairs hai là cao á mấy bạn. Rồi tiếp ha, baby swing là như cái võng lắc qua lắc lại nè, là baby swing. Baby strollers là cái xe đẩy ha, này gọi là baby strollers. Rồi hết cái children's, những cái baby chairs ha. Đọc này ha. Rocking chair, baby car seats, baby high chairs. Rồi baby swing, baby strollers. Này cũng đọc stroll, troll, troll. Trên mạng thấy là troll nhau, chơi nhau. Strollers, thêm chữ S vô. Cái này uống cái lưỡi ra sẽ Earth, thêm S nữa. Rồi ghé rap lại. Strollers. Rồi, thì ghế chơi danh mấy game thủ chơi ha. Gaming, game, gaming chairs. Chữ G với cờ đọc khó chết. Giờ mình đọc chưa rành nữa. Gaming chairs. Gaming chairs. Vậy thôi chứ mới khó mấy bạn. Rồi, chair materials. Vật liệu tạo nên cái ghế ha. Upholsters là cái đồ bọc lại cái ghế. Thì nó bọc bằng chất liệu gì? Upholstered là leather là cái da ha, bằng da. Leather, thở leather your mother, leather là cotton là cô tông á, vải cô tông. Bông nữa, cái bông cô tông nè. Thì mình đọc không đọc cô tông ha. Cotton như cái âm a cotton. Thì cái đuôi này là chữ n. Chữ ừ mà không ra tiếng của mình á. Còn chữ mờ thì ừm mấy bạn. Thì mình không đọc chữ ừm mà mình đọc là chữ mờ. Còn chữ chữ n là nhẹ hơn. Cut đọc nhanh. Cut đó. Cái này polygon, hồi nãy polygon là đa giác. Cái này polyester là vải nhân tạo ha. Polyester vải nhân tạo. Rồi tiếp, metal là kim loại ha. Wood,
plastic, cũng làm từ kim loại, gỗ với nhựa. Nhìn làm thêm cái hình đặc sắc cho mấy bạn coi. Rồi luyện tập, các bạn che phần tên đi, sau đó nhìn hình dáng với đọc đọc to lên của nó, đọc to, tên của nó ha. Làm đi làm lại nhiều lần là nhớ. Nhớ liên quan hình, liên kết với hình ảnh với âm thanh thì... và vừa không khô khan mà tiết kiệm thời gian nữa. Thì đó, coi clip là mình tập luyện là đủ rồi. Nãy giờ cũng nhiều từ lắm rồi ạ. Slide hết 3 ngày. Thì câu hỏi mình nhìn cho mình trả lời ha. Chết cha, đọc nghĩa giống hỏi với mấy bạn. nghĩa của từ table, nghĩa của từ chair. Thì có bao nhiêu loại table là gì, bao nhiêu loại, thì kể là mấy cái loại, mấy cái slide đầu tiên á. Rồi mình đi chi tiết vô là câu hỏi số 5, số 6 ha. Thì mình pause, mình pause. Pause là ngừng lại, pause. Pause nó là rồi bắt đầu trả lời đó. Thì thời gian thì cứ bật video trong lúc làm việc khác, nghe đi nghe lại, nhớ nghĩa hình ảnh từ vựng thôi. Thì cái tí nữa mình lướt qua một lần nữa cho mấy bạn coi ha, đọc nghe. Thì tóm tắt thì nhớ table với chair, nghĩa của nó, các loại của table, rồi các loại của chair. Cái bạn ghế không, nãy giờ hết gần cái tiếng đồng hồ mấy bạn. Bài tập nhà này mình có, nghe chơi vui nhớ vậy thôi. Rồi, đến kết thúc rồi. Thì kênh của mình mấy bạn thấy hay thì like và subscribe cho mình nha. Rồi, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Rồi, có nghe ủng hộ clip của mình để mình ra thêm mấy đặc sắc ha, clip khác đặc sắc hơn. Cảm ơn mấy bạn nha. Thì mấy bạn muốn nghe bật lại nghe đi nghe lại rất quen thuộc nghĩa của nó luôn. Rồi, don't forget to smile. Đừng bao giờ tự quên là luôn luôn cười mấy bạn. Đọc theo nghĩa nè, đừng quên cười, don't forget to smile. Hãy luôn vui vẻ lạc quan ha, chấp nhận mọi điều thì mình may mắn sẽ tới với mình thôi. Cố gắng giúp đỡ người khác. Rồi, kết thúc ha. Rồi, bye bye mấy bạn. Nhớ là thấy thích thì like và subscribe kênh của mình nha.